bà ở lòng nít lòng mà đau việc đặt vàng là hơi nhâm xôm phần nằm nhờ bà bọn phôn mình chỉ nuôn bà quạt bên chất bà hơi ảnh niệm bằng bên chất bà có mình ấy đây à nâng đâm bây chìa chân nẹ đâng mà bà cả là nâng dương bây dương vay mật vay lọt vay sập bạp á bà như vì mình cả xoay chôm tại bà bọn phôn vô mặt đại ở ban liền xâm á tế cả xoay chôm á nâng đơn tại ơi mà xin đừng tạm nhập anh hà hỏi mình phôn mình nhạc mình mô thà tờ mà xin bà nhóm cắt ấy đô xâm mì thầm mây ấy nô tập sàng à nâng tìm mũi cứ bần đà mô bì chung cá những đạ xâm mì ở bàn xa an bây ta xâm bây ta bón gà nhóm gật lập chuộc đè chung cá những ôi con chiêng đạ tâu dương ạ tùm riêng tâu dương ạ bàn mơ lò lại tâu và à nâng phải đạ tâu bởi vì mình xâm mì mình cột mình chụp đầy xanh miền chụp cả xây anh đang đang tập bánh hà ấy mà tụi bây giờ cái lương tâm đồ thầm ấy có anh miền cũng tập hiệp đây khôi tăng thầm ấy của miền anh đang ở miền bánh hà thế bánh hà cứ bằng đá màu bì dưỡng đồ cái lương ở bàn lò chúng cá tấu cứ xâm mi về cồn mà chúng cá tấu cả xây chụp tam cả xây đầy xây chụp tam ba gần là mà chúng ta tấu e dương sầm a tập bàn lo việc bàn đa là bớt đầy chỗ tạm e và đầy bớt chỗ tạm e ấy bàn nâu vật bàn tê tiếp đôi chầm nu dương ắt bịa ma và tất cả nam nu dương đầy hơi ắt bịa ma và na cốt cơ cơ tập bền đôi khnía và sen cứ đôi khnía mình khó như tê bởi cường vía cứ vía vía tiếp bài đôi chầm nu dương mà nu dương bà tôi đây là một hơi lăng ấy dương ớt tiệm mà tôi ơi thế anh vẫn đa tôi chỉ cần bên mà đây là một chỗ không mà lâu tầng hầm tôi anh bà bỏ là nó mà xin được kia mà sân nào mà dương ớt chạm tiền e e miền đây dương ớt chạm tiền tôi bị bớt chỗ tốt đôi kia mà về đa lỗi chấp ở của vận mà hay bà ta bảo hơi phliem phliem đô phliem hơi phliem anh nó có phần đa một pì dương đã xâm mì ở bàn sàn thì mỗi cái xâm mì về cồn cô để xa thì đã chung khá tôi dùng đập nhưng đã bàn lõ hoặc bàn liêng so dương chụp đầy sai chụp ấy dương chết thầy vô thầm mua đã nâng có chia bánh hà đề đây chấm nơi xung khăn bỏ chiến chấm nơi đẹp xe chân kế mà bỏ chiến cứ ca xâm chết xâm an mà sân nào bà dương ở chết xâm an thế và nâng tôi bây giờ cường nâng cường chụp bôn cường lệ mùi và về mình ai và anh thân nghiệp anh thả miền quân phép đây và đời xa ư ừ, anh nâng cái chào đô thơm mây nâng em cái đô mùi vậy đáy cái đô mùi anh nâng em vậy rồi bọn phô nhưng cầm anh mùi chơi anh bán chơi thì mùi đời xa ta như vậy chăm thú nhóm anh chế vầy ở xò nâng computer và đừng tê và bởi nhóm phô YouTube nhóm phô cái tam computer để chứ nhóm nhóm anh chế vầy ở xò và ở chế sợi và ở chế vầy ở xò comment nhé và để xa tăng ca vô đăng vì à cường lên công tư nâng vì nó sư mà để xe khá ở sau đăng comment mà mình sau bán chơi thì phía chơi đăng cứ nhầm chơi tam video nhầm chơi tam chia sầm lên nhầm khơi video các comment chỗ mà nhầm chơi thầy chơi to to mà video có nhầm vô ạ bọn bọn nè xuống nó nhìn vô mà chờ lời mà tăng á nè tăng á tăng à hơi tại tăng rất mà cái lá nó mình ai rất hua cầm nát tê mà chúng ca bọn bọn nhưng mà chỉ nuốt người rất nó chập sò bán nhỏ hầm thừng mà đại vô mà hầm thừng cái nào rất lăng phí với thôi ơi rằng cái lá dưỡng nó bể dạy bể đánh anh nó bị miền bánh hạ đây nhưng rất nó miền miền tăng người rất anh đang đưa xa từ cái lãnh chủ yết thế của mấy nhóm banh nằm từ mấy banh nằm từ tôi anh mở đài lò những đưa xa từ cái lãnh chủ yên và mới và sò rơm xin nữa anh này cái rơm xin nó cái rơm xin rồi tôi mang thứ ngày nâng cả bộ đèm á bao mươi tệ lại chè nó chập chè những người một rồi chè á hay anh ấy chè á làm thành chiêng thầm liền thầm mai thầm mốt đó thầm mai thầm mai chè chị nam mơ
អាកន្លែងទាំងនេះវាមានវាមានពេជ្រវាមួយនេះពេជ្រនេះកន្លែងសប៉ាប់3សង្កត់វាត្រង់នៅខាងស៊ីម៉ង់ហ៎ណានេះអាកន្លែងមានស្នាមណាយើងដាក់ធ្វើម៉េចត្រង់ក្បួនវានេះអាកន្លែងនេះមានស្នាមអាស្នាមហ្នឹងគឺវានៅខាងស៊ីម៉ង់ដាក់មកចេះមកចាដាក់មកវាអត់មានអីពិបាកទេវាស្រួលទេតែជាងដែលមានផ្ទៃដៃល្អចំណុចទី1គឺចេះសង្អាតតើអត់ចេះសង្អាតបើរៀន10ឆ្នាំទៅធ្វើអីគេក៏ធ្វើអាកើតដែរតើបងប្អូនចេះសង្អាតតើអត់ចេះសង្អាតទេបើរៀន10ឆ្នាំទៅធ្វើអីគេក៏ធ្វើឲ្យគេអាកើតតែបើបងប្អូនចេះសង្អាតងាយបំផុតគ្រឿងទិញយកមកដាក់ដាក់ហើយហើយអត់មានញ៉ៃញ៉ៃអីប្របាច់ពីម្ដងទេបើអីលាងបានស្អាតហើយគ្រឿងក្នុងលាងបានស្អាតហើយវាល្អហើយបាទល្អដាក់ទៅវិញទៅអត់អីទេអាហ្នឹងប្រៀបដូចតាតាពេតបាទពេតហ្នឹងវាពេតយើងចេះពេតគេតែពេតជំនាញគេដឹងសម្អាតបាទដឹងសម្អាតឲ្យហៅកំបិតវាកាត់គេមានសម្លាប់មេរោគកំបិតវាកាត់អត់ឲ្យមានជាប់មេរោគទេកាលណាគេវាកាត់ទៅអត់មានមេរោគឆ្លងដល់អ្នកជំងឺទេអានឹងដូចគ្នាបាទជាងគឺដូចគ្នាតែបើយើងអត់ដឹងសម្អាតសចេះសម្អាតប្រដាប់ប្រដាដែលយើងដាក់ទេកាលណាយើងដាក់ទៅវាមានដីខ្សាច់ដែលអីជាប់ចូលទៅក្នុងគ្រឿងម៉ាស៊ីនអានឹងអាគ្រឿងម៉ាស៊ីនអាគ្រឿងដីខ្សាច់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យវាទៅជាវាស៊ីគ្រឿងបន្លាស់របស់យើងសឹករីករិលអស់ដោយសារតាចំណុចហ្នឹងស្រួលទេបាទខ្ញុំអត់បានខ្ញុំមិននិយាយអួតទេបាទខ្ញុំនិយាយតាមការពិតខ្ញុំធ្វើជាងហ្នឹងបើសរុបទៅបាទវាចូលជាង10ឆ្នាំបាទនិយាយចំទៅវាចូលថៃតួង5 10ឆ្នាំជាងបាទនិយាយចំគឺខ្ញុំធ្វើពី2005បាទខ្ញុំសុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំធ្វើពី2005ខ្ញុំធ្វើជាងណាបាទពី2005មកគឺប្រហែលឆ្នាំបងប្អូនចាំណាមើលវាចូលយូរដែរបាទ2005ដល់2018វាចូល4 10ឆ្នាំមកខ្ញុំធ្វើ4 10ឆ្នាំណាវាចូល4 10ឆ្នាំមកជិតនិយាយទៅគឺចូល5 10ឆ្នាំខ្ញុំធ្វើជាងខ្ញុំអត់ដែលផ្លត់ស្នៀតនៅចំណុចណាមួយទេបាទគឺអត់មាននិយាយចំទៅគឺអត់មានចំណុចដែលខ្ញុំឥឡូវយកប្រេងសិននឹងជលក់មក5 1ប្រេងសិនណានេះបាត់ចំណុចនឹង1ប្រេងសិនជលក់ហ៎ទៅជលក់ហ៎ពេលយើងជលក់ប្រេងសិនហើយយើងដាក់ស្ប៉ាមនេះចូលអានេះខ្ញុំបង្ហាត់កូនជាងបង្ហាត់ផ្ទាល់ថតវីដេអូផ្ទាល់ហ្នឹងពីអានេះវាចូលវាហ្នឹងវាចូលឥឡូវយើងដាក់ចេះមកថាពេលយើងដាក់ចូលទៅតើវាចូលក្នុងអាកណល់នេះវាបាទវាជាប់ហ៎បាទនេះមកជាប់ហ្នឹងជាសញ្ញាមួយដើម្បីប្រាប់យើងបាទខ្ញុំធ្វើជាង5ដល់10ឆ្នាំដែរអត់មានដែរមានបរាជ័យក្នុងការជួសជុលរបស់គេទេព្រោះខ្ញុំប្រយ័ត្នណាបាទខ្ញុំធ្វើហើយភាគច្រើនរបស់ដែលខ្ញុំធ្វើហើយគឺអត់មានបញ្ហាទេបាទដូចតែយើងចេះប្រយ័ត្នទាំងអស់អត់មានចេះតែយើងធ្វើឲ្យទៅពិបានទេយើងធ្វើដើម្បីយកគុណភាពព្រោះកុំឲ្យរបស់គេគាត់យកមកធ្វើហ្នឹងក៏គេចំណាយលុយច្រើនដែរអត់ធ្វើឲ្យគេមានបញ្ហាអាហ្នឹងវាពិបាកឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញអាកន្លែងហ្នឹងមួយបាទបង្ហាញពេលយើងរត់ទឹកបងប្អូនយើងមួយចំនួនក៏ចាប់យកសោឲ្យខ្ទាស់ខ្ទាស់អាហ្នឹងខ្ទាស់រហូតដល់បាក់ឥឡូវរត់យកញួរណាពេលយើងរត់ទឹករត់អីបាទយើងធ្វើអញ្ចឹងបាទយកញួរគោះបាទគោះមួយយ៉ាងហ្នឹងក៏បានដែរគោះមែនទេបាទយើងគោះយ៉ាគោះបាទគោះហើយយកដៃយើងមូលអញ្ចឹងអត់តឹងទេតែបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់បាទបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់ចាប់កាច់យកតែម្ដងអានោះកាច់ទៅតឹងពួកអីអានោះមានសសើវាតែយើងវាយសសើវាមកអានវាដើរអស់តែបើយើងមានដាក់ទៅហើយលិចទឹកតក់តក់តក់បងប្អូនយកឲ្យយើងញួរវាយពីនេះវាយផោះពីបីញួរមកញួរតូចណាវាយទៅជឿតបាទជឿតឈឹងអានោះវាជាចំណុចមួយបាទបង្ហាញតែវីដេអូរបស់ខ្ញុំបង្ហាញគឺសត្វតែវីដេអូមានប្រយោជន៍យាយចំគឺមានប្រយោជន៍ព្រោះអីខ្ញុំអត់ដឹងបញ្ញៃពលិសទេបាទខ្ញុំនិយាយតែរបស់មានប្រយោជន៍តែបើមានអ្នកខ្លះក៏គេអត់ពេញចិត្តមកខ្លះក៏ពេញចិត្តតែអត់ពេញចិត្តភាគតិចបាទអ្នកដែលពេញចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺច្រើនមកច្រើនមែនទែន
បាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺមានអ្នកពេញចិត្តច្រើនព្រោះខ្ញុំនិយាយការពិតបាទវីដេអូអត់ចេះកាត់តបាទអត់ប្រលើសបាទគឺអត់ចេះប្រលើសទេវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺអត់ប្រលើសគឺខ្ញុំនិយាយតាមការពិតដូច្នេះធ្វើឲ្យបងប្អូនទស្សនានឹងមានប្រយោជន៍វីដេអូនឹងគឺមានប្រយោជន៍ទេគាត់ថាមើលអ្នកអត់ចេះក៏យើងអាចថែថែទាំម៉ាស៊ីនចេះអីបានដែរអត់មានប្រយោជន៍ហើយបើមានបងប្អូនអីខមមិនអីបាទតែសូមខមមិនពាក្យសំរម្យបាទជាស្រ័យសូមសំណុំពរខមមិនពាក្យណាដែលសំរម្យបាទបើខមមិនពាក្យសំរម្យខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបាទតែបើខមមិនពាក្យអត់សំរម្យបារិគន់រិគន់ដើម្បីស្ថាបនាបាទរិគន់ដើម្បីស្ថាបនាកុំរិគន់ដើម្បីពលិចអានឹងបាទខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេបាទរិគន់ដើម្បីស្ថាបនាគឺបានបាទព្រោះអីធម្មតាអ្នកអត្ថាធិប្បាយអ្នកបង្ហាញវីដេអូមិនគ្រប់ដបទេបាទមិនចេះតែយើងនិយាយទៅបានល្អគ្រប់ម៉ាត់ទេវាមានចំណុចខ្លះគឺវាខ្វះខាតវាខុសឆ្គងឆ្គងតែសូមបងប្អូនអធិស្ឋានបាទសូមសម្រាប់ប៉ុណ្្នឹងសិនបាទសូមអរគុណ